Hi, welcome to my channel. I'm so excited to take you to one of the most popular tourist attractions, Nong Nooch Botanical Garden. As soon as you step through the garden gates, you will be greeted by a symphony of sights and scents that will awaken your senses. Wander through winding paths lined with exotic plants, each corner offering a new discovery and photo opportunity. Marvel at the intricate designs of the perfectly manicured gardens, where trimmed hedges and vibrant flower beds create a stunning tapestry of color. Discover the charm of traditional Thai architecture nestled among the foliage, adding an extra touch of authenticity to the experience. Take a leisurely stroll around the expansive grounds and find yourself transported to different regions of the globe. From tropical rainforests to deserts, you will encounter towering palms, delicate orchids, cascading waterfalls, and serene ponds teeming with life. Whether you are a nature enthusiast, a photographer lover, or simply looking for peaceful escape from everyday life, Nong Nooch Botanical Garden offers something for everyone. We are making our way towards the sightseeing bus, and I was delighted to see elephants along the way. Yes, you heard me right, elephants! Honestly, the highlight of my day was just walking in to see these beautiful animals. There were so many of them just chilling in their stalls with their trainers. What's amazing is that people are welcome to buy bananas to feed them and have a close interaction. These bananas cost 50 baht, roughly $1.85. My favorite part was seeing the baby elephant being looked after by its guardian near the banana stand. As we were making our way through the elephants, we were close to our destination on the sightseeing bus. And now we will be choosing our seats. I hope you all enjoy the ride with me and seeing what it's like around here. Good morning, ladies and gentlemen and baby. Bây giờ mình đang có mặt nghe. Bây giờ mình đang có mặt ở đây là làng văn hóa. Cho tôi dồn lại tay trái đi không? Biểu tượng của nước Thái. Đây là làng văn hóa dân tộc cổ truyền của Thái. Mình sẽ ngồi ở trên xe nha bà con. Nhưng mà thích chụp hình chỗ nào mình cứ việc chụp ở đó thưa cả nhà. Trừ những cơ sở vật chất được xây dựng cố định thôi. Còn lại sau này nhiều người nói chế ơi em qua Thái rồi em đi cái chỗ này rồi em vẫn nên đi lại đi, bởi vì sao? Trừ cơ sở vật chất xây dựng cố định, còn cây hoa cá cảnh gì cắt tỉa di dời tạo lại cái design mới, không tạo sự nhàm chán à. Đây là tài sản của tư nhân. Trên xe mình có ai thích đá bóng không à? Có thích đá bóng không? Bóng làm gì đời đá nó. Voi đó, biểu tượng của nước Thái, cái con của nước Thái đó. Ở trong đây họ có khách sạn luôn thưa bà con. Và ở trong đây có những cái người họ vô trong đây họ ở mấy ngày luôn đó ha. Họ đi chơi ở trong đây à. Họ thích cái môi trường thiên nhiên đó. Ở trong đây là ngoài vấn đề mà làm vườn tược ra, họ còn thiết kế về những cái design có những cái hội nghị hay từ ở trong cung điện luôn đó thưa bà con á, hay là trong những cái khách sạn lớn ở đây họ nhận design vừa và làm ở trong đó luôn à. Có mô hình của ngày xưa ở trong đây có một cái loại chim rất là đẹp, gọi là chim uyên ương, chim chung thủy. Nó sống với nhau một đôi cả đời. Mình nhớ ngày xưa ở Việt Nam mình áo cưới, áo gối mà thiêu tặng nhau bà con á. Chim uyên ương nó có cái màu bên trên đẹp lắm. Nó sống một đôi. Cái con này mà chết đi đó, con còn lại sẽ lao đầu từ trên cao lũi đầu xuống đất chết heo nha. Nó sống một đôi cả đời, rất là hạnh phúc thưa bà con. Ngày xưa gọi là chim uyên ương, chim chung thủy, ngày nay gọi là chim ngu. Chết thì tái giá, chết nhảy, chết heo, chắc gì cũng dưới gặp lại nhau, đúng không bà con? Cái gì vậy? Một chút xíu, nè, chụp mình đã chán cái con dễ thương không? Một chút xíu mình sẽ gặp rất là nhiều con kiến. Họ đang làm cái design cái con gì mới nữa nè, bên tay trái này thấy không?
có con rùa, có con gì ở trên nữa đó. Phải con rắn hay là con gì? Thà Gia Na không biết tiếng Việt kia bằng cái gì, tức là một cái con theo truyền thuyết của Phật giáo nằm ở dưới cái dòng sông. Không phải con rồng đâu, cái con này nó có nó mặt ở dưới đất, ở dưới sông. Dạ, theo truyền cái gì không biết kia bằng từ từ, ai ngồi bên tay trái thấy đền thờ Phật Phú Mặc ở trong đây rất là linh thiêng. Họ xây đền Phật Phú Mặc. Phật Phú Mặc là cho giữ lại được cái mình đang có nha cả nhà ha. Từ tài sản, từ sức khỏe, từ công việc, từ gia đình. Để giữ lại, nhiều người tạo ra được nhưng mà không giữ được. Thưa bà con, Phật Phú Mặc là cho giữ lại cái điều mình đang có và cho mình có tâm tốt hơn. Ai ngồi bên tay trái đã thấy những cái bức tranh cẩn bằng sỏi về sự tích của Đức Phật à? Dòm ngắm hai bên tay phải xa xa có những cái tháp vàng. Các chị mình giờ phóng tầm mắt bên tay phải đó, có những cái tháp vàng vàng đó là cái gì à? Tiếng Thái gọi là chê đi. Nơi đây chứa đựng hài cốt, cái mô hình thôi nha, chứa đựng hài cốt các vị sư tu đắc đạo và vua chúa. Thưa bà con, sau khi rớt được đưa đi, đưa thiêu xong bỏ cái tro bụi vào những cái chê đi vàng vàng như vậy. Bên tay trái chúng ta là dừa biển, một trái hơn 3.000 đô la Mỹ nha cả nhà nha. Bên tay trái chúng ta khoảng 100.000 bạc, thấy trong cái chậu bột đó thấy không ạ? Như khoảng 100.000 bạc là khoảng gần 3.000 đô la Mỹ cho một cái trái dừa biển đó thưa mọi người. Nó bổ, nó ta giống như là ta gọi là cái loại thuốc giống như là tổ yến vậy đó thưa cả nhà. Họ nuôi, họ nhân giống ở trong đây mà. Bên tay trái bà con sẽ thấy có cái bức này, chúng mình sẽ thấy rõ hơn cái vườn hàng thứ 10 của thế giới. Cây cối ở trong đây là đất họ chạy dài vào bên trong chân núi luôn thưa bà con. Một chút xíu nữa xe chúng ta sẽ thẳng lên trên, ai ngồi mình sẽ dờ bên tay phải, mình sẽ thấy rất là nhiều cái con chim hồng hạc. 12 giờ nó bay lên, nó nghỉ trưa 1 giờ nó bay xuống, chim bằng xi măng. Bên tay phải bông kìa, bông dạng thọ nó đó thấy không? Bà con giờ mấy cái chậu thì bằng cái gì bên tay phải này, chậu bông sứ nó mắc tiền lắm luôn đó. Ngoài ở trong đây á, nhân viên chính của họ là người Campuchia thưa bà con, trừ những cái kỹ sư về nông nghiệp hay những người quản lý thôi, còn lại nhân viên chăm sóc vườn hoa cây cảnh á, thưa bà con là người Campuchia. Và theo như Phong được biết ở trong đây khoảng 1.200 nhân viên ạ. Nhiều tiền lắm luôn á mấy cái cây này đó. Có hai câu, cái câu thứ nhất là mua lại người ta bán không, đang chuẩn bị trả lời mà nghe hỏi bán không âm cái nghĩ trả lời luôn.
bà con dòm bông hoa hai bên. Hiện tại mình vào mình thấy cái kiểu này, đợt này sau này nếu có chú chị qua họ di dời thành từ cái khu khác nữa thưa bà con. Ai dòm những cái chậu bông bên tay trái đừng có dòm chậu bông mắc cười nha bà con nha. Mấy cái hình đó nó vui mặt tươi như hoa luôn đó. Mấy cái chậu bông dễ thương bà con. Dạ chụp hình đó hả? Dạ dễ thương nè. Thêm một cái bà con, giờ cái cây xương rồng mà ra bông đẹp thấy không đó, thấy không, bông màu vàng màu nhiều màu luôn đó, màu đỏ này bông xương rồng đó. Ở bên tay phải cũng như cái cây nhỏ xíu mà nó có bông á, bông xương rồng. Nó cái vườn nhỏ nhỏ bên tay trái nè, họ ngồi họ họ làm gì đó thấy không. Nè, bên tay trái này nó nhỏ xíu, nó có một cái nhát một thôi mà nó lên bông được luôn đó. Giờ nó mới bay. Bắt đầu mình chuẩn bị vô tới cái con khủng long. Nè bên tay phải thấy hôm đó, đúng không, con khủng long đúng không? Dạ. Nó có nhiều cái kêu bằng nhiều thế hệ hả, không phải đâu, nhiều giống hả? Nhiều loài, dạ nhiều loài. Dạ. Nè bên tay trái đó không, mà sao cái không biết có thiệt mà sao rất tưởng tượng con người hay á, họ làm ra gì luôn đó. Ồ nè bên tay phải là có nhiều cái con gì không biết kêu mà nó cũng một cái loài của khủng long mà nó có nhiều cái gì đó, nhiều đó nè, thấy không đó. Có cái con bên tay trái nó có cái cánh nó bay luôn đó. Mấy cái đá đèn sỏi cũng đẹp lắm nè. Bên tay trái là có cái con bự nó ăn cái con nhỏ nè, thấy không? Vậy hả? Mà nó có thể không phải nó đi tìm kiếm.
chỗ ấy. Dễ thương em. Giờ bên tay trái nè, những cái tháp vàng vàng đó là chơi đi chứa đựng hài cốt của các vị sư tu đắc đạo hay là xá lợi của các vị sư tu đắc đạo, sau khi thiêu xong sẽ bỏ vô những cái chơi đi về để thờ, thưa mọi người. Ai dòm trước cái đầu xe sẽ có một cái bảng được cẩn bằng sỏi, đây là cái vườn nằm trong top 10 của thế giới à. Beautiful garden, thấy không ạ? Ý đùa đẹp, nằm trong top luôn đó, được tổ chức hội làm vừa tổ chức ở Anh Quốc đó, thưa bà con. Nén vô cho chị đi kia. Bên tay phải bà con thấy mình giờ đâu cả mắt mình chìm trôi lắm, có màu xanh có màu vàng, cái viên nó đẹp. Giờ mấy cái con ai dòm trên cái đầu xe bên kia không, cái con bự bự lắm ở trên đó nè, giờ bên tay phải nè, giống như cái nhà bự nó ở trên luôn đó. Mấy con gấu dễ thương không? Bên tay trái có mấy cái con heo cũng dễ thương lắm luôn. Ai mà giờ ở dưới nè. Nè. Gì vậy? Dặn bây giờ một chút xíu xe sẽ chở qua cái cửa chỗ show cái show gì đó voi vui ha, còn show kia nó còn tí te nó buồn ngủ lắm, cái show mà dân tộc gì đó nó buồn ngủ. Cái ai muốn chụp hình tự do ngồi thư giãn hay là đi dạo chụp hình gì cũng được thưa bà con ha. 11:10 là vào xem show, cầm cái vé xem show, số không có số ghế ngồi cố định nha. Ai muốn ngồi chỗ nào thuận tiện thì ngồi. Voi nó khôn lắm, nó biểu diễn thế voi. Voi nó biết lắc vòng, biết chơi bowling, biết đá banh. Đặc biệt nhất là voi biết massage cho người.
Nếu như mà con trai thì nó sẽ cho nằm ngửa ra, nó sẽ lấy cái vòi massage vào cái chỗ mắc cỡ mắc cười nhất trên người. Còn nếu như mà con gái thì nó bắt phải nằm sấp xuống. Nhiều người nói ai đâu dám cho nó massage, mà chú xíu bà con sẽ thấy mà người ta để vừa trải cái chiếu xuống là ta chạy ra giặt đi chỗ vòi massage thôi cả nhà. Và sau khi mà coi xong rồi sẽ tập trung trước một chút xíu vào chị cái điểm tập trung để chúng ta qua nhà hàng dùng cơm nha bà con nha. Cái vé phải giữ cho tới lúc vô nhà hàng nha bà con nha. Cái vé phải giữ cho lúc nó vô nhà hàng. Chiều mới về tới Bangkok công. Mình đi hết chương trình ăn cơm chiều rồi mới về khách sạn. Và khách sạn mình ở rất là dễ thương, rẽ tay phải là tới chợ đêm nha bà con. Không có cần đi xe nha, chỉ đi bộ rẽ tay phải là tới chợ đêm. Kế bên đó là siêu thị đường cả nhà nha. And that's a wrap for today's adventure. A massive thank you to all of you who have stuck around, watched, and subscribed to my channel. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up. Stay tuned for more exciting content in my next vlog. Hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. Can't wait to see you all in the next one. Take care and see you soon.